Chị Hoa là chơi thể thao cho kiểu của khu dân phố hay là gì? Câu lạc bộ là ở Thanh Trì mình á chị? À, vâng, em thử Chu Văn An à? Thế là bây giờ đi đấu giải được rồi luôn đấy. Đó, em rồi đúng không chị? Ok rồi đúng không? Em thử xem nào. Đợt này chị từ mấy tháng nay yêu thể thao nhỉ? Được không? Ok không? Hay vẫn đau? Ok rồi đúng không? Em làm nhé. Em đúng không chị? Nhưng mà chị chắc bình thường kiểu mình khi mình tắm là mình biết đúng không? Hay là không để ý? Không để ý. Thế hôm nay bạn đi triệt lông mới báo chị à? Chắc mới triệt được 1-2 buổi nên hôm nay bạn mới báo chị. Vâng, không nhìn thấy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đẹp tháng rồi. Nhưng mà đúng chị thấy quyết định triệt vùng đấy đúng không? Em triệt em thấy sướng. Này chị ơi, hàng ngày cũng sướng nhỉ? Thật tí rồi. Em thấy vùng đấy triệt xong mình còn thích hơn cả tay chân ấy, bởi vì nó sạch sẽ. Vâng, này không phải đến ngày đâu mà kiểu hàng ngày em thấy nó nhẹ người nhá. Thoáng ơi là thoáng. Đúng rồi, chuẩn luôn chị. Mọi người cứ thích tạo hình em à, khi triệt quen rồi em cứ triệt sạch. Sau kiểu gì nó cũng luôn phún tơ tơ vài sợi ấy chị. Kệ nó thế là được rồi. Ở dưới kia có ai hay sao ấy bạn này? Ở mặc quần đùi ấy. Vậy. À, sao lại lên tầm này? Mặc bộ đùi đi à? Sáng nó đi mà mặc bộ đùi đi à? Đi đón á? Mà đi bao giờ đây? Đi đón từ mấy giờ? Ví dụ nó ở tận đâu? Ở ngay chỗ ngoài thành. À. Khi mà xong hết rồi thì mình lấy ra được cái chân rồi thì mình sẽ ấy cho khách cái viền thẩm mỹ để nó không lộ dấu vết ấy, không lồi không lõm, không người chảy máu luôn, để chụp cho chị Hoa xem, gửi ảnh cho chị Hoa xong rồi đấy.